Ngày sau ta nha. I'm just noticing that just recently on some videos that we're taking now. Yeah, I'm almost wondering if it came with an update. Had something happen with one of the updates, that's very stupid little goat. Because we've got the same thing on some of the new videos we're taking. They're right on the same. And the area is called Fun. You know the play structure? Oh, yeah. He flipped it over, and that's what happened. He was probably holding onto it and flipped over and hit his head, and then it was coming, and I didn't really see what happened, which was where the panic was like, what was he doing under there? You know, I heard a bang. Did you hear the bang through the phone? Yeah. Yeah. I don't know if you saw me screaming. Miniseries, is it a movie or a miniseries? It's like a documentary. It's like a 2-hour special, Ôi, bên Trần uống cà phê xong rồi bây giờ bên Trần đi mua sách nè. Bên Trần đi mua sách gì vậy? Đây là tiệm sách. Khu sách dành cho trẻ em. Sách dành cho trẻ em đây. Nhưng mà em này quá trẻ. Yeah, em này quá trẻ cho nên chỉ có mua sách cho em này được. Mua cái sách gì thì được. Hello, Vincent. Yeah. Yeah. Vincent, what's up, Vincent? 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 Vincent, Vincent, Vincent. That's what you're thinking. You're thinking you want to make a whole bunch and yeah, and start freezing it in. Yeah. Wake up, Vincent. Oh. Banana, cái dạng chuối đây. Này là để trong tủ lạnh nè. Đây là mấy cái hạt đóng hộp sẵn, để sẵn giá tiền hết luôn. Vincent à, Vincent ơi, Vincent ơi, ngon quá. Cái khu đồ của em bé mà, đồ của em bé đây, chơi cho em bé đây. Wow, con bò này xấu nè. Con vịt này đã đi tắm. Đây là đồ chơi dành cho em bé đây. Chơi dành cho em bé đây. What did you buy? Vincent định mua được một cái thuyền nè. Vincent được một cái. Mua được chiếc máy bay hả? Mua không? Cái này muỗng nẻ nè. Cái này muỗng nẻ nè.
cái này là bình nước, cái dĩa để đồ ăn nè, mấy cái này là đồ ăn, hai mấy cái hộp rồi làm đồ ăn cho em bé để đây nè, đang để dự trữ. Cái dĩa này để cho em bé để đồ ăn nên là nó móc ăn đó. Đây là đồ ăn làm sẵn cho em bé, để kiểu như là bữa nào bận quá không có nấu đồ ăn được cho em bé thì lấy cái này ra cho em bé ăn, mua sẵn để vài hộp ở trong tủ vậy đó. Cái này là bột, bột sữa, bột đồ ăn. What do you want? Any banana, sweet potato. I'm wondering if we should do anything else. Carrots and peas, but they're frozen. Yeah, so this one's easy for you to make because we have bags of carrots and peas. Yeah. Cái này là bánh cho em bé ăn dặm nè. Cái bên là tả. Vincent đang xài cái tả này nè. Cái tả này rất là im luôn. Im lắm. Vincent xài cái tả số 3 rồi. It's good enough for now. Get the give me some flavors. What'd you buy? Tell me. So I just got the four of the banana sweet potato. Cái này là chuối với lại khoai lang. Chuối khoai lang. Lấy 4 hộp. Cái này là bí. Đây là cái bí nè. 4 tháng tuổi. Cái này thịt gà với lại con nuôi. Cái này thì thịt gà với lại khoai tây. Organic. Organic là đồ tự nhiên không hóa chất á. Cái này là táo với lại cải bó xôi. Vẫn còn ngủ say sưa luôn. Thôi chắc thì đẹp không? Mấy cái soda nè. Từng thùng chắc mà nó đẹp như vậy đó. Cầu kỳ ghê không? Thường thường là thấy mấy người đó làm gì đó, mua mấy cái súp gà nấu sẵn này nè, về cái mua giá, mua hành, mua ngò này kia đó, xong rồi trộn bún luôn rồi đó, xong vậy thành tô phở gà. Và mấy người đó nấu vậy đó. Còn cái này là nước trái cây đóng sẵn nè, mua về cái xong muốn uống cái gì á để đá vô cái đó uống nhanh gọn lẹ. Vincent vẫn còn ngủ rất là ngon, ngủ ngon quá. Còn mấy cái chai nước này là soda của Ý nè, soda làm từ nước Ý. Nước lạnh có ga. Mấy cái này là soda trái cây không nè, soda trái cây không luôn á. Sắp đẹp quá chứ, đẹp luôn. Cái này là khu xà bông rửa chén, xà bông giặt đồ, loại không hóa chất. Cái loại này bảo vệ môi trường nè. Ở nhà hãy xài cái loại này nè. Đó, cái loại này nè. Ở nhà hãy xài cái loại này. Nếu mà hết thì xài cái loại trên đây. Xài để vô cái máy rửa chén nhé. Xài máy rửa chén không có tốn nước, không có tốn nhiều thời gian luôn, dễ lắm. Đây là khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy lau miệng, giấy lau mũi. Nguyên khô đây. Ở nhà hay cũng hay sườn xài cái loại này nè. Mấy cái loại này bảo vệ môi trường không á. Bên đây là đồ ăn cho thú cưng, đồ ăn cho chó, cho mèo rồi đó. Cho cá thì không biết. Cô Hồng
bỏ một cái bao tay này nè, chất lượng lắm nha. Xài tới giờ đây khoảng 3-4 tháng rồi chưa có hư luôn á. Cái bao tay này chất lượng lắm, hơi mắc xíu nhưng mà của nào đồ nào của nấy đang xanh thức kìa hả. Nãy giờ mới chưa thức rồi ngủ lại luôn rồi. Anh đi. Vui không? Bữa nãy về vui không? Ngoan á, muốn không? Con này 7 đồng nữa á. Ông già Noel nè, Vinh Xanh thích không? Ông già Noel nè, con này 7 đồng nữa Vinh Xanh ơi. Thôi dơ đó, dơ, chưa có cầm được đâu, không hồi lao mà cầm ha. Nha James, want buy this for him? Giờ đi về nha, Vinh Sơn ơi đi về nha. Mới đi cái chợ này đây. Hofus. Cái chợ cái gì cũng mắc hết trơn á. Chợ này chợ người Mỹ trắng. Bây giờ đi về nhà đây. Vincent cười không? Vincent à? Không cười ạ? Không cười thôi. Hi Vincent. Bây giờ đi về nha. Dạ? Nhìn cái gì ạ? À? Tới nhà rồi. Sorry. Tới nhà rồi. Nhìn cái gì? Tới nhà rồi, đi xuống xe. Nhanh lên. Đây, ai đây? Tới nhà rồi. Con mắt mở sáng trưng vậy đó. Chị chuẩn bị đẩy vô trong nơi nha. Đẩy vô trong nơi nha. Chịu không? Trời ơi, gì đó hả? Giận gì đó hả? Giận quá chứ giận luôn vậy đó hả? Trời ơi, coi kìa. Chờ xíu nha. Tẻ quá. Gỡ nón ra nha, gỡ nón ra. Vinh Sơn làm gì vậy? Gỡ nón ra. Có cái đầu kìa. Đâu vậy? Đồ chơi của Vinh Sơn hả? Điện thoại của Vinh Sơn đâu? Đó, điện thoại của Vinh Sơn đó hả? Thấy điện thoại của Vinh Sơn không? Điện thoại của Vinh Sơn đó hả? Rồi, ăn cái điện thoại luôn hả? Vinh Sơn bye bye đi. Vinh Sơn bye nè. Bye. Vinh Sơn giỏi. Vinh Sơn bye đi. Vinh Sơn bye cô chú đi. Vinh Sơn bye ông ngoại bà ngoại nè. Bye nha. Bye bye.